Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, ngày 15 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Trong chiều và tối nay, không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to. Cùng với đó, nhiệt giảm nhanh, trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 cho đến 21 độ, vùng núi có hơn nơi dưới 18 độ. Cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nên từ đêm nay 15 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự báo tại khu vực Nghệ An lên tới 100-200mm một đợt, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là từ 300-600mm một đợt, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Nam phổ biến từ 100-300mm một đợt, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp ven sông. Trở lại với thời tiết các thành phố lớn trong trưa chiều nay, thủ đô Hà Nội mưa kéo dài suốt từ đêm qua và còn rải rác trong ngày, khiến nền nhiệt cao nhất hôm nay trên thành phố chỉ là mức 23 độ. Về đêm, nhiệt giảm thêm, chỉ còn khoảng 20 độ, trời lạnh. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay thời tiết cũng sẽ có thay đổi liên tục, lúc nắng nhẹ, lúc lại nhiều mây và lúc có mưa dông mạnh. Do vậy quý vị nên lưu ý nếu phải di chuyển ngoài trời, nhiệt độ hôm nay trên thành phố dao động từ 25 cho đến 30 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa nay thời tiết tạnh giáo và quang đãng, nhưng mưa rào rải rác vẫn xuất hiện từ chiều đến tối. Dự báo mức nhiệt cao nhất trên thành phố vào khoảng 32 độ, còn về tối và đêm nhiệt giảm nhanh, chỉ còn khoảng từ 25 cho đến 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.